Để thực hiện phép toan giao giữa nửa khoảng trừ 1/3 và khoảng 1/4, ta làm như sau. Vẽ trục số ra. Sắp xếp thứ tự các số ở tập con lên trục số. Thả các dấu ngoặc vuông và ngoặc tròn vào. Phần bên trái của trừ 1 trên trục số ta gạch bỏ đi. Phần bên phải của 3 gạch bỏ đi. Ngoài khoảng 1/4 trên trục số ta gạch bỏ đi. Còn lại phần không gạch bỏ là kết quả của bài. Để viết kết quả, ta viết 1/3 kèm theo dấu tại đó. Kết quả của phép toan giao giữa nửa khoảng trừ 1/3 và khoảng 1/4 là khoảng 1/3. Tổng kết lại, để thực hiện phép toan giao giữa các tập con của R, ta biểu diễn các tập con đó trên trục số. Phần ngoài các tập con đó ta gạch bỏ đi. Còn lại phần không gạch bỏ là kết quả của bài.